Hi, Vinh xin chào cả nhà nhá. Bữa nay thì Vinh đi tới đây cả nhà trong lô này. Thì Vinh gặp một điều thú vị là Vinh bắt gặp được một tổ chim. Bây giờ thì Vinh sẽ lên trên cái cây này cả nhà. Vinh sẽ quay lại cho cả nhà mình cùng xem đó là chim gì ha. Giờ xin mời cả nhà cùng đi với Vinh nha. Thì đây cả nhà, Vinh đã leo lên tới trên đây rồi. Đó. Cây này thì nó chung là đây cả nhà. Mà khá là cao đó. Tổ chim đây à. Không nhỏ quá. Đây đi. Tổ bé. Nó ngay ngoài đó cả. Thì mình quay lại cam sao cho cả nhà cùng xem. Đây tổ ngoài này cả nhà. Mình kéo sát sát chứ. Rồi. Không lấy nét. Hai chú. À ba chú. Đây có ba chú nữa cả. Đây. Sợ hay không? Không thấy làm đậy. Thì cái chim này là chim trời bẻo cả nhà. Thấy vậy thì Vinh cũng leo lên, Vinh quay cận cảnh cho cả nhà cùng xem. Là cái ổ như thế này. Loài chim này là nó làm như vậy. Có ba đứa em anh nằm. Nhìn cưng quá. Thì Vinh cứ thấy gì Vinh quay lại cho cả nhà mình cùng xem cho biết là cái loài chim này làm như này. Từ loài chim đó. Đói rồi cả nhà. Há mồm tưởng mẹ về. Bây giờ Vinh cũng thấy này thì Vinh cũng chia sẻ lại cho cả nhà mình cùng xem cho vui. Cái loại chim này cũng là chim không quý hiếm gì cả, nhưng mà Vinh cũng để lại để cho sinh sôi nảy nở thật nhiều chú chim nữa. Vinh cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã dành chút thời gian quý báu để xem clip của Vinh. Nếu cả nhà thấy clip này hay và thú vị thì đừng quên cho Vinh xin một like, chia sẻ để tạo nhiều động lực cho Vinh làm những clip mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở clip sau. Bye bye. Mình xuống rồi.